cá liên tiếp thắng lợi sau 3 năm tham gia khởi nghiệp, mang về lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Cùng với đó là những thay đổi trong cuộc sống gia đình. Đó là những điều mà anh Lợi không thể ngờ tới chỉ sau 3 năm tham gia chương trình khởi nghiệp và được các chuyên gia hướng dẫn. Trước kia thì hai vợ chồng mình thì ở quê đi dạy hợp đồng thôi. Còn chồng tôi thì làm với Hà Nội, hai vợ chồng cũng xa cách, thỉnh thoảng mới gặp nhau thôi. Nên là tình cảm rất là... Nếu mà giận nhau thì chỉ có mà gọi điện tắt máy có khi 2-3 hôm. Nhưng mà bây giờ về quê rồi chả tắt máy được, ngày nào cũng phải gặp thôi. Nên là chắc chỉ được tiếng, 2 tiếng đồng hồ lại bình thường. Nhiều lúc khó khăn vất vả nhưng được ở bên nhau và cùng nhau làm những cái công việc mà mình yêu thích và nuôi dạy con cái nên cảm thấy là gia đình nó được gắn bó và hạnh phúc. Giờ đây giữa đại dịch Covid-19, anh đang nuôi cá như thế nào? Chuyên gia khởi nghiệp sẽ hướng dẫn và đồng hành cùng anh vượt qua giai đoạn này ra sao? Cùng đón xem trong chương trình khởi nghiệp hôm nay. Những hình ảnh này được chính nông hộ Nguyễn Quang Lợi cung cấp cho ban tổ chức của chương trình khởi nghiệp. Thời điểm này, khi dịch Covid-19 bùng phát, anh vẫn duy trì sản xuất với 8 lồng cá. Tuy nhiên, cũng như những nông hộ khác, anh Lợi cũng không tránh khỏi những khó khăn. Do cái ảnh hưởng của cái dịch Covid nên hiện tại, năm vừa rồi là hiện tại mình nuôi chủ đạo là con cá chấm cỏ, con chép giòn, thì có hai dòng sản phẩm đấy. Thì cái con chấm cỏ thì năm nay giá thành rất là thấp và đầu ra cũng khó khăn do cái tình hình dịch bệnh Covid, thì các khách buôn, lái buôn là về nó tiêu thụ cũng rất là khó khăn, đi lại rồi thì quá trình kiểm soát bệnh tật của tỉnh, trong tỉnh thì các lái buôn hầu như các lái buôn là ở các tỉnh khác về nên là cũng rất là gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình di chuyển để về thu hoạch cái cá nhà mình, nên nó cũng bị chậm. Các chuyên gia không về trực tiếp để hỗ trợ mình được, nên là tất cả những mọi cái công việc về liên quan đến kỹ thuật thì mình đều có trao đổi với cô Hà về thông qua điện thoại, và tất cả một cái là mình ghi chép và sau đó thì trao đổi trực tiếp với cô qua điện thoại. Dù nhiều khó khăn, nhưng duy trì sản xuất và liên hệ với các chuyên gia để nhờ tư vấn vẫn là điều anh Lợi đang thực hiện để chờ đợi những cơ hội sắp tới. Xin kính chào quý vị và bà con. Bà con vừa được theo dõi những thông tin về tình hình sản xuất hiện tại của nông hộ Nguyễn Quang Lợi. Và trước những diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch Covid-19 thì ngày hôm nay chúng tôi đã có buổi trò chuyện cùng với chuyên gia Nguyễn Thị Hà để chuyên gia có thể hướng dẫn cho anh Lợi cũng như là rất nhiều bà con nuôi trồng thủy sản những kinh nghiệm để bà con có thể vượt qua thời điểm khó khăn này. Vâng, thưa chuyên gia Nguyễn Thị Hà, dịch bệnh thì đã khiến cho công việc tư vấn kiểm tra của các chuyên gia tại các gia đình các nông hộ khởi nghiệp bị gián đoạn. Vậy thì chuyên gia vẫn thường xuyên cập nhật tình hình của các nông hộ như của anh Lợi hay là các nông hộ thủy sản khác như thế nào? Tôi nghĩ rằng là trong cái thời đại công nghệ 4.0 này á, thì chúng ta cũng phải tận dụng hết mức cái việc mà các cái mạng Internet để chúng ta có thể là kết nối lại với nhau. Chúng ta không cần phải gặp nhau trực tiếp mà chúng ta có thể giải quyết được nhiều vấn đề trên các cái thông tin như vậy. Thì đối với lại các nông hộ thì tôi tình hình dịch bệnh, đặc biệt là tôi lại ở Bắc Ninh nữa cho nên là tôi cũng không thể đi được ra bên ngoài. Thế nhưng mà các nông hộ đều có những cái kết nối để chúng tôi có thể trao đổi với nhau để mà kể cả nắng này thì các cháu cho giảm thức ăn xuống nhà hoặc là không cho ăn thức ăn. Của anh Lợi ở trên Vĩnh Phúc chẳng hạn, ở cái sông Phó Đáy đấy thì anh ấy đưa lên phát trực tiếp, thì tôi thấy rằng là cái môi trường nước ao, nó môi trường nước sông nó không có nó không được đổ tốt. Thì tôi có hỏi anh ấy là nước như thế nào thì anh bảo hôm qua vừa mới mưa. Và như vậy thì tôi cũng có thể tư vấn cho anh là phải treo ngay túi vôi và phải xử lý, phải lưu ý ngay, chứ không được để cho cái môi trường nó quá xấu, như vậy thì cá nó sẽ không tốt. Đấy, tôi nghĩ rằng là với cái mạng xã hội như vậy thì rất là tiện lợi cho chúng tôi để chúng tôi có thể là kết nối lại với nhau.
Trước những khó khăn mà anh Lợi vừa chia sẻ như trong phóng sự vừa rồi về giá bán cũng như là giá thức ăn và các cái điều kiện đi lại do dịch bệnh, thì chuyên gia có thể có những cái tư vấn như thế nào cho anh Lợi trong thời điểm này ạ? Rất may rằng là cái nông hộ của anh Lợi thì đã lựa chọn cái việc mà các đối tượng nuôi nó phù hợp. Trước đây thì nuôi đa dạng, ví dụ như là nuôi cá chép, cá chấm, cá rô. Thế tuy nhiên rằng là trong cái thời điểm này ấy, thì giá thức ăn nó tăng rất là cao. Chính vì vậy mà tôi với lại anh Lợi cũng đã thống nhất với nhau, chúng ta chỉ nuôi chủ yếu, chủ lực là hai cái loài, tức là cá chấm cỏ và cá chép giòn. Thế thì cá chấm cỏ ấy, thì bản thân là anh Lợi đã chủ động được con giống, chủ động được nguồn thức ăn là cỏ xanh. Anh ấy trồng được khoảng độ 5 đến 7 sào. Chính vì vậy mà cứ liên tục trồng cỏ để cắt cỏ cho cá chấm cỏ ăn. Chính vì vậy mà chi phí thức ăn nó sẽ không nhiều. Nó thì cái việc mà thức ăn tinh ấy thì chỉ bổ sung thêm mỗi 1% khối lượng thân thôi. Thế chính vì vậy mà cái số lượng cái lượng thức ăn mà chi phí cho con cá chấm cỏ là không đáng là bao nhiêu. Chính vì vậy mà nó cũng ảnh hưởng nhiều đến cái chi phí của anh Lợi, mặc dù là giá cá chấm cỏ năm nay bán ra rất là rẻ, nó chỉ được khoảng độ 43-44 nghìn một kg thôi. Thế nhưng mà anh ấy vẫn thu lãi bình thường. Còn đối tượng thứ hai là cá chép giòn ấy, thì giá đậu tằm ấy thì nó không tăng cao, nó chỉ khoảng 10.000 một kg thôi, bởi vì mua mấy cái số lượng lớn. Đấy, thì nó không bị ảnh hưởng bởi cái cám công nghiệp, chính vì vậy mà không ảnh hưởng đến chi phí về con cá chép giòn của anh Lợi. Xác định bán lẻ tại địa phương là chủ lực, mỗi ngày anh Lợi đều đăng tải sản phẩm cũng như cập nhật tình hình sản xuất của trang trại lên trang mạng Facebook và Zalo. Những ngày tình hình dịch bệnh như thế này, nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ cá cũng được tăng lên quanh vùng. Khách hàng được sử dụng món cá chép cũng như cá chấm tươi ngon ngay sau khi vừa được bắt lên. Với 8 lồng nuôi và số lượng cá xuất bán dao động dưới 10 tấn, đầu ra được anh Lợi chia thành những đối tượng riêng biệt. Các khách hàng quanh vùng, khách hàng mua để biếu tặng và khách hàng tiêu dùng tại địa phương. Nhờ tính toán theo nhu cầu của khách hàng ở từng thời điểm, anh Lợi nuôi số lượng cá hợp lý, dẫn tới không bị dư thừa đầu ra. Hơn nữa, việc bán lẻ cũng giúp anh xuất bán cá với giá cao hơn nhiều so với giá bán buôn. Vụ vừa rồi đấy thì mình thấy là tiêu dụng người ta tiếp nhận cũng rất là nhiều, nhưng mà nó ở vào những thời điểm nhất định. Thì sau đó thì mình mới định hướng và hai vợ chồng lập ra một cái kế hoạch và cái coi như là cái chiến lược. Như bây giờ thì như năm nay thì mình bắt đầu từ tháng 8 âm lịch này, thời tiết bắt đầu nó se lạnh rồi, hồi thì hội nghị rồi những dịp cuối năm và đám cưới đám xin đấy ở cái thị trường mình nó bắt đầu nó có khởi sắc. Và thì bắt đầu mình cho ra thị trường. Thì họ biết được rằng là đây là người thật này, việc thật này. Và chúng tôi nuôi theo là áp dụng chương trình và đúng qua đúng thời gian quy định thì con cá mới đạt cái chất lượng như vậy. Rõ ràng nhờ việc tính toán thị trường và quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, anh Lợi đã tạo dựng được thương hiệu cá chép giòn trên sông Phó Đáy. Và dù dịch bệnh, buôn bán không được nhanh chóng cũng như giá cả không được cao như thường lệ, thế nhưng anh Lợi vẫn đều đặn xuất bán được sản phẩm của mình. Vâng thưa quý vị, câu chuyện của anh Lợi thì không chỉ là bài học về làm kinh tế, mà nó còn là những bài học về sự nhanh nhạy cũng như là nắm bắt thị trường. Và chính từ cái sự phân tích thị trường tiêu thụ của các sản phẩm cá nuôi mà anh Lợi đã xây dựng được một kế hoạch sản xuất, anh nuôi lúc nào và bán ra lúc nào cho phù hợp. Và vâng thưa chuyên gia Nguyễn Thị Hà, là phương pháp bán hàng online cũng như là quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội của gia đình anh Lợi thì được áp dụng rất là hiệu quả. Từ đó thì dù khó khăn về dịch bệnh nhưng anh vẫn bán được hàng, thì chuyên gia thấy sao về những cái tính toán này của người học trò của mình ạ? Cái việc mà anh ấy bán hàng online rồi anh ấy cũng tận dụng cái cơ hội mà chương trình khởi nghiệp của VTC16 đã mở các cái hội chợ. Thì anh cũng đã mang sản phẩm của anh đến các hội chợ bán. Chính vì vậy mà cái chất lượng cá rồi là cái giá cả nó đã đến được đến người tiêu dùng.
Đấy, chính vì vậy mà cái việc mà bán hàng online này nó cũng phù hợp với cái điều kiện bây giờ trong thời đại 4.0 và trong cái tình hình dịch bệnh này thì cái mua online này cũng rất là phổ biến. Chính vì vậy mà cái sản lượng tiêu thụ được ổn định và ngày nào anh cũng bán được hàng, ngày nào cũng có thu nhập. Đấy là một cái mà rất là tốt cho người, đặc biệt đối với người nuôi trồng thủy sản. Cái khó khăn của anh Lợi bây giờ ấy là tôi nghĩ rằng là cái tình hình và cái dịch bệnh cũng như là quản lý môi trường. Quản lý môi trường thì về bản thân mình đã nuôi 3-4 năm trời rồi, thì cái chất lượng nước ấy thì là cái sông phó đáy, cho nên chính vì vậy mà cái môi trường nó mở, không chủ động được quả về mặt chất lượng nguồn nước. Chính vì vậy mà nó luôn luôn bị động, và mùa này thì là mùa mưa bão, cho nên chính vì vậy mà cái thời tiết nó thay đổi này, rồi nước nó thay đổi ấy. Chính vì vậy mà anh ấy cũng đã thường xuyên trao đổi với tôi qua điện thoại để khi bất cứ có một cái gì gọi là thay đổi một cách đột ngột hoặc là sắp thay đổi thì anh đã có thể gọi điện để hỏi ý kiến tôi xem là như thế nào, cần phải làm gì. Và tôi cũng rất là nhiệt tình để trao đổi với anh ấy để hai cô cháu cùng bàn bạc thống nhất và đi đến là cái quyết định xử lý để đảm bảo cho đàn cá không an toàn, không bị bệnh xảy ra. Vâng, thưa bà con, là thời điểm này thì cũng đã sắp tới mùa mưa bão và bà con nuôi cá lồng thì cần chú ý để có thể bảo vệ các lồng nuôi của mình. Và sau đây thì sẽ là những tư vấn của chuyên gia Hà cho các nông hộ thủy sản mà chúng tôi đã tổng hợp trong phóng sự ngay sau đây về việc phòng bệnh cho cá lồng trên sông mùa mưa lũ. Sau mưa lũ, nhiệt độ, độ ẩm thay đổi làm cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển và phát tán. Mặt khác, nước đục cùng rác thải từ nơi khác kéo đến làm hàm lượng oxy hòa tan trong nước nuôi xuống thấp. Các khí độc tăng cao dễ làm đàn cá nuôi sốc, giảm sức đề kháng. Từ đó dễ nhiễm các bệnh do ký sinh trùng, vi khuẩn, virus. Do đó, ngay trước, trong và đặc biệt là sau mưa lũ, bà con chăn nuôi cá lồng cần tăng cường các biện pháp phòng bệnh. Thường xuyên phải treo túi vôi. Cái lồng của mình bây giờ là 5 x 6 x 3, nó hàng 100 khối nước và nó rất rộng. Chính vì vậy mà mình phải một ngày mình rũ ra 4-5 lần thì cái vôi nó mới tỏa được ra hết cái lồng này và nó mới diệt khuẩn được. Còn nếu mà chỉ chờ cho nước nó chảy, dòng chảy thôi ấy, thì nó sẽ không khử khuẩn được tất cả toàn bộ cái lồng đấy. Cái yếu tố thứ hai ấy là phải cho ăn phòng, thuốc ăn phòng. Thì ở đây phòng bệnh nó có 3 cái. Một là phải cho ăn đủ liều, đủ lượng. Đấy, tức là thức ăn nó phải đủ, đặc biệt là đối với chấm cỏ thì thức ăn xanh, đối với rô phi chép thì là phải thức ăn tinh là phải đầy đủ, thì nó mới có đủ chất đủ lượng thì nó mới có nâng cao sức đề kháng. Cái thứ hai nữa là mình phải cho nó ăn cái men tỏi ủ, thì cứ định kỳ là một tháng cho ăn một lần, một đợt đấy là 10 ngày. Theo chuyên gia Nguyễn Thị Hà, việc vệ sinh lồng cá là rất quan trọng để đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn cá. Sau mỗi vụ nuôi, thu hoạch cá xong, đưa lồng lên cạn, dùng vôi hoặc chlorine 30 ppm phun lên lồng, sau đó phơi khô 1-2 ngày. Trong quá trình nuôi, mỗi tuần vệ sinh lồng ít nhất một lần, dùng bàn chải nhựa cọ sạch các cạnh bên trong và ngoài lồng lưới, loại bỏ rác trôi nổi và các vật cứng bám vào cụm lồng nuôi. Tiến hành làm vệ sinh lồng trước các bữa ăn của cá, thường xuyên treo túi vôi trong lồng cá. Mỗi lồng treo 1-2 túi ngập trong nước, mỗi túi chứa 2-3 kg vôi. Trong quá trình làm vệ sinh, cần kiểm tra lồng, phát hiện kịp thời các mắt lưới gần rách, vết rạn nứt để vá lại nhằm hạn chế cá thất thoát ra khỏi lồng. Vào mùa mưa lũ, phải kiểm tra các dây neo lồng, di chuyển lồng vào vị trí an toàn khi có bão, lũ và nước chảy xiết. Vâng, thưa quý vị và bà con, hy vọng rằng những tư vấn của chuyên gia Nguyễn Thị Hà thì sẽ là hữu ích cho bà con nuôi trồng thủy sản trong thời điểm dịch bệnh như thế này. Và mặc dù dịch bệnh có thể làm thay đổi rất nhiều thứ, thế nhưng sự hỗ trợ của chuyên gia và chương trình khởi nghiệp VTC16 thì sẽ vẫn luôn đồng hành cùng với bà con. Mọi thắc mắc bà con có thể gọi đến Tổng đài Tư vấn Nông nghiệp 1900 6145 để được các chuyên gia của chương trình tư vấn. Còn bây giờ thì chương trình khởi nghiệp của chúng tôi xin được phép khép lại. Cảm ơn chuyên gia Nguyễn Thị Hà, cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi và xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.